Hello anh em, mình là KTV đây. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng anh em chuyển đổi ETH từ cái mạng lưới ERC20 sang cái mạng lưới BEP20. Thì đây là hai cái mạng lưới rất chi là thông dụng và phổ biến, được rất nhiều các trader đang sử dụng. Và ở đây tôi sẽ sử dụng cái ví mềm Sapan. Quý vị có thể tải cái ví Sapan từ CH Play hoặc là App Store. Quý vị lưu ý, quý vị chọn đúng cái biểu tượng ví Sapan Wallet như ở hình ở đây. Bởi vì có một số anh em nói rằng Sapan là một cái ví scam. Đó, cho nên anh em phải tìm hiểu thật kỹ cũng như là tải đúng cái biểu tượng ví Sapan. Đây là cái ví của sàn Binance.com. Hiện tại Sapan có cả ví cứng cũng như là ví mềm. Rồi thì ở đây tôi đã tải về rồi và tôi đã cài đặt. Quý vị ai chưa biết cài đặt, quý vị có thể xem những video trước mà tôi đã chia sẻ. Thì bình thường quý vị chuyển đổi từ cái mạng lưới ERC20 sang một cái mạng lưới bất kỳ khác thì quý vị hay chuyển lên sàn giao dịch, sau đó quý vị rút ra qua một cái mạng lưới mà quý vị lựa chọn. Nhưng cách này rất chi là bất tiện và mất thời gian. Ngoài ra quý vị gửi lên sàn, chưa tính đến những lúc sàn họ update, họ cập nhật hoặc là họ khóa lạp rút. Hơn nữa, quý vị chuyển lên sàn, quý vị cũng phải chọn một cái sàn uy tín, rồi quý vị cũng phải đăng ký, rồi là KYC. Thì quý vị sử dụng cái ví Sapan này, nó rất chi là nhiều tiện ích. Quý vị có thể chuyển đổi từ bất cứ một cái mạng lưới nào trực tiếp trên cái ví Sapan. Thì đây là cái giao diện chính của cái ví Sapan. Ok chưa? Thì quý vị lưu ý, quý vị muốn chuyển đổi sử dụng cái mạng lưới nào thì quý vị phải có cái đồng coin của cái nền tảng đó để làm phí mạng. Trường hợp tôi sự chuyển đổi ETH hoặc là USDT từ cái mạng lưới ERC20 sang một cái mạng lưới khác thì bắt buộc quý vị phải có cái đồng ETH để làm phí mạng. Trường hợp quý vị sử dụng cái mạng lưới BEP20 thì quý vị phải có cái đồng BLB để làm phí mạng. Ok chưa? Rồi, thì ở đây quý vị để ý đến cái phần menu phía bên dưới, nó có cái biểu tượng hai mũi tên. Rồi, thì đây là giao diện quý vị có thể chuyển đổi từ rất nhiều các mạng lưới. Đó, như BLB, BEP2, BEP20 này, ETH, TRC, Matic, DOG, AXS. Rồi, thì để chuyển đổi từ cái ETH, quý vị hãy chọn vào cái biểu tượng đây. Ở cái ô thứ nhất, quý vị chọn ETH ERC20. Rồi và quý vị chọn tiếp ETH BEP20. Đó. Thì ở đây quý vị sẽ thấy ô bên trên là ERC20, ô bên dưới là BEP20. Và ngược lại, quý vị muốn chuyển ngược thì quý vị chọn vào cái mũi tên để đảo. Sau đó quý vị chỉ việc nhập cái số lượng hoặc quý vị chọn tối thiểu, tối đa hoặc 100%. Rồi quý vị chọn vào tiếp theo và quý vị xác nhận lại một lần nữa. Ok chưa? Quý vị có thể chờ để mạng xác nhận khoảng độ 5 đến 10 phút thì cái giao dịch của quý vị
nó sẽ được chuyển đổi từ một cái mạng lưới ERC20 sang cái PEP20. Đó. Ngoài cái cách này thì quý vị có thể sử dụng cái sàn trực tiếp trên cái ví Sapa này. Đó. Quý vị sử dụng cái sàn trực tiếp trên cái ví Sapa. Quý vị chỉ cần đăng nhập bằng cái địa chỉ ví của quý vị. Và quý vị hoàn toàn không phải đăng ký hay là KYC như các sàn CEX. Thì đây cũng là một cách khác cũng rất chi là thuận tiện. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào cái exchange đi. Đó, thì đây chính là cái giao diện sàn Binance trên cái ví Sapa. Quý vị có thể chọn vào một cặp bất kỳ, chọn mua hoặc là bán, rồi chọn vào số dư. Đó, thì quý vị chọn đúng cái địa chỉ ví mà quý vị đang lưu cái đồng coin token trên ví, rồi quý vị chọn vào đồng ý này để quý vị đăng nhập. Ok chưa? Tức là quý vị đang đăng nhập bằng cái địa chỉ ví vào cái sàn Binance trên ví Sapa. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào lạp này. Rồi quý vị tìm đến cái đồng coin mà quý vị đang lưu trữ ở ví Sapa. Quý vị chỉ việc thao tác một chặng thôi, rất chi là nhanh. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái lựa chọn là Select Wallet. Thì quý vị thao tác một chặng từ ví lên sàn. Đó. Sau đó quý vị thao tác rút ra bình thường qua cái cổng mạng lưới là PEP20. Đó, thì đây cũng là một cái cách thứ hai rất chi là hay, rất chi là thuận tiện. Nếu quý vị không muốn đăng ký KYC lộ thông tin. Đó. Ok, và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance hoặc các sàn khác thì quý vị hãy đăng ký theo đường link. Quý vị đăng ký theo cái mã mà tôi để bên dưới video này thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch. Và đến đây tôi xin kết thúc video này.